Xin chào cả nhà, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Mr. Money. Mình đang làm bữa ăn trưa cho hai mẹ con. Hôm nay thì Joe sẽ ăn pizza xúc xích. Ở đây mình đã cắt xúc xích và mình cắt hành tây để làm nước sốt cà chua cho pizza. Mình cắt 2 tép tỏi. Cà chua thì mình có 3 trái cà chua. Bình thường mình nấu nước sốt cà chua thì mình nấu hơi nhiều, nhưng mà hôm nay nhà mình còn 3 trái cà chua thôi. Mình cho dầu vào nồi, phi hành tỏi, cho một chút cái cọng của cái cây ngò đứt ấy, cho nó thơm. Bây giờ mình cho cà chua. Còn đây là cà chua cô đặc. Khi nấu nước sốt cà chua thì luôn có cái cà chua cô đặc này. Mình cho bột nêm, một chút đường, tiêu xay, một chút muối. Bây giờ thì mình xào đều lên và sau đó mình sẽ cho nước vào và nấu. Sốt cà chua nấu rất là nhanh. Cho nước vào thì mình nấu khoảng 10 phút là được rồi. Cà chua đã chín, mình cho ngò vào. Đây là ngò Đức, có tên là petersilie. Ngò này nấu sốt rất là thơm. Mình sẽ để nước sốt cà chua cho nguội bớt, rồi sau đó thì sẽ dùng máy nghiền ra. Sốt cà chua nấu rất là nhanh ha. Bây giờ thì mình sẽ xào món ăn để mà mình ăn cơm. Thì ở đây là mình cho tỏi băm, cho một chút thịt heo mình thái nhỏ. Thịt này là thịt vai ấy cả nhà. Thịt gần chín rồi, mình cho nấm, ớt chuông. Và bây giờ thì xào lên. Mình cho bột nêm, cho một chút xíu nước mắm. Khi mà có thịt heo thì mình thích cho một chút nước mắm để cho nó có mùi nước mắm. Mình cho một chút tiêu xay. Và bây giờ món nấm xào cùng ớt chuông của mình đã chín rồi cả nhà. Giờ thì mình sẽ nghiền sốt cà chua. Tới pizza, trước tiên là mình cho sốt cà chua. Chân bánh thì mình mua người ta bán sẵn ở trong siêu thị, người ta đã ép sẵn rồi, mình mua về làm rất là tiện. Tới phô mai, xúc xích, thêm lớp phô mai. Mình cho nhiều phô mai để cho chua tăng cân đó cả nhà. Mình cho vào lò nướng 12 đến 14 phút. Đây là pizza xúc xích của Joe. Giờ mình sẽ cắt ra. This is the thick pizza like American thing, huh? Aber sehr heiß, gell? Ja, sieht aber gut aus. Xin chào cả nhà. Bây giờ thì xin mời cả nhà cùng ăn trưa với hai mẹ con mình ha. Xin chào quý chú. So, guten Appetit. Guten Appetit. Joe thì ăn pizza, còn mình thì ăn cơm với lại nấm và ớt chuông xào. Nấm và ớt chuông xào thì mình cho một chút thịt heo cho nó có cái vị thịt để ăn ngon hơn. Nhưng mà mình không cho nhiều thịt bởi vì mình thích rau ấy, nhưng mà rau thì phải có một chút vị thịt. Cho thì ăn pizza xúc xích. Nấm này mình mua là cái nấm màu nâu á.
Nấm ở Đức gọi là champignon, là cái nấm tròn tròn á, thì nó có hai màu, màu nâu và màu trắng. Thì mình thấy màu nào ăn cũng ngon. Màu nâu hình như là mắc hơn màu trắng một tí, mình không nhớ giá. Vì bà su lên. Gut. Aber heute alle klar, oder? Keine neue Corona oder so. Mhm. Aber es schmeckt mit Succes besser. Ja. Pizza của Châu thì mình mua cái đế mà người ta bán sẵn trong siêu thị á, cái loại mà đế thật là dày. Bây giờ trong các siêu thị người ta bán theo kiểu mà pizza kiểu Mỹ á, đế rất là dày, và về mình tự làm mà sốt cà chua, rồi mình cho phô mai, rồi mình cho những cái gì mà mình thích. Thì hôm nay Châu thích xúc xích cho nên là mình đã cắt nhỏ xúc xích ra và cho xúc xích lên. Bình thường thì Châu ăn với salami. Buổi trưa có hai mẹ con thì ăn rất là đơn giản. Hồi thì vẫn ít sốt cay cơ. Hôm qua thì mình làm cái món bánh mì luộc với lại ragu kiểu Đức á, thì Kevin và ông xã mình ăn rất là thích, còn Châu thì lại không ăn. Châu nếu mà ăn cái bánh mì luộc đó thì Châu chỉ ăn với lại cái nước sốt thôi, còn thịt thì Châu không ăn. Mà cái hôm qua cái bò ragu mình nấu thì lại có ớt chuông trong đó, mà Châu thì lại không ăn cái vị ớt chuông. Thế là hôm qua Châu không ăn. Das ist doch mehr als ich dachte. Mhm. Klar, ich habe gesagt. Aber kein Problem. Kann atmen. Mit den Rest, du kannst abend Pfanne machen. Mhm. Mình làm cái pizza bự và cho nhiều topping ấy, cho nên là Châu kêu là no. Nhưng mà pizza này thì không sao, nếu như mà ăn không hết á, thì mình có thể để xong rồi đến bữa sau khi mà pizza nó nguội á, thì nếu mà ai ăn pizza mà bị nguội rồi á, thì đừng có cho vào máy quay, tại vì quay thì nó sẽ mềm, ăn rất là dở. Mà mình chỉ cần lấy một cái chảo không dính, mình để cái pizza vào và mình không cho dầu, không cho gì hết nha, cứ vậy và bật lửa cái số thật nhỏ thôi, thì cái chảo nó nóng từ từ, cái xong mình đậy cái nắp lại thì cái đế pizza nó sẽ rất là giòn, và đậy nắp thì ở trên nó cũng nóng, cái phần topping nó cũng nóng, ăn rất là ngon. Còn nếu như mà bỏ vào máy quay thì nó mềm, nó dở lắm. Còn nếu như mà bật lò nướng nữa đó
Thì con miếng pizza bật là nướng mất công tốn điện. Mình sẽ rất bổng điện. Nhìn màu. This is some Fleisch, Champignon und Paprika. Schmeckt gut. Schmeckt es nicht langweilig? Ja. Also, Paprika schmeckt schon interessant. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das passt. Ja. Mình ăn vậy mà no quá trời no luôn rồi cả nhà. Bây giờ thì mẹ con mình ăn trưa xong rồi, mình xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì nhớ bấm like, bấm share và bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại ở video lần sau. Đăng ký kênh của chú. Cheers.